Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập về nâng cao của zone cho phần mềm Ecotech Analyst 2011. Trong bài học lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách thiết lập cơ bản về mục zone management ở phía bên tay phải của màn hình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập ở đây, cũng zone management nhưng mà là thiết lập về nâng cao. Các bạn thấy rằng hiện tại thì công trình chúng ta ngoài cái outside tức là bối cảnh xung quanh thì chúng ta có hai zone chính là căn phòng và mái. Thì yếu tố mái thì chúng ta sẽ không thiết lập gì nhiều, tuy nhiên yếu tố căn phòng chúng ta sẽ cần phải thiết lập. Và các bạn có thể thấy chúng ta có những thiết lập ở đây. Đầu tiên các bạn sẽ thấy chúng ta có shadow and reflection setting, thì cái này các bạn có thể để mặc định. Tiếp theo internal design condition thì các bạn sẽ thiết lập những cái điều kiện bên trong của công trình, ví dụ như là trang phục nó sẽ như thế nào đấy, các bạn sẽ có ở đây. Và tùy vào mỗi loại trang phục chúng ta sẽ có những cái tính chất riêng, ví dụ như mình sẽ chọn là business suit thermal tương đương với 1.5. Humidity tức là cái thông số độ ẩm, mình có thể cho nó lên 70%. Speed thì các bạn tương tự có thể điều chỉnh, và thông số ánh sáng các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Đấy. Các bạn sẽ kích vào đây và chọn cái loại chiếu sáng tương đương với cái mức độ năng lượng ở đây. Tiếp theo occupancy và operation, chúng ta sẽ thiết lập các thông số của hoạt động trong căn phòng này sẽ như thế nào. Đầu tiên là số lượng người và hoạt động, các bạn có thể kích vào đây và nó sẽ tính toán cho các bạn dựa theo cái thông số diện tích của phòng, hoặc các bạn cũng có thể điền trực tiếp vào số lượng người trong này, ví dụ các bạn cho 20 người chẳng hạn. Tiếp theo các bạn có thể kích vào đây và chọn hoạt động của người trong này sẽ như thế nào. Ví dụ như reading nó sẽ tương đương với là 55W, walking sẽ tương đương với 80W. Đấy, và tùy vào cái hoạt động của con người trong căn phòng này thì các bạn sẽ cho nó một thông số. Ví dụ như ở đây phòng học hoạt động chủ yếu sẽ là reading, đấy mình sẽ cho nó là 55W. Tiếp theo những cái thông số như internal gains và inspiration rate thì các bạn có thể để giữ nguyên hoặc có thể điều chỉnh nếu các bạn, nhưng mà các bạn lưu ý rằng các bạn sẽ cần phải hiểu rõ nó hơn, và cái này mình sẽ hướng dẫn trong các clip về nâng cao. Tiếp theo mục thermal properties, các bạn sẽ thiết lập các thông số như sau. Các bạn có thể kích vào đây và lựa chọn cho mình cái giải pháp thông gió trong công trình. Đấy, các bạn có thể sử dụng thông gió tự nhiên, mix hay là điều hòa, hoặc chế độ làm nhiệt, nóng hoặc là lạnh mà thôi. Ở đây mình sẽ dùng chế độ điều hòa. Các bạn có thể điền cho nó cái hiệu suất, ví dụ như là hiệu suất chỉ đạt 90% thôi. Giải nhiệt, đấy, các bạn cũng có thể cho nó một cái giải nhiệt, ví dụ như là mình sẽ cho nó từ 22 độ đến 24 độ chẳng hạn. Đấy. Tức là cái căn phòng của mình sẽ được duy trì trong cái giải nhiệt này. Và phụ thuộc vào giải nhiệt này nó sẽ có những cái tính toán về năng lượng riêng. Tiếp theo, các bạn để ý cái mục hour of operation là chúng ta sẽ thiết lập cái giờ làm việc của căn phòng này như thế nào. Weekday là những ngày hàng ngày mình sẽ cho nó hoạt động. Từ các bạn có thể kéo đây. Cho nó từ 7 giờ cho đến là 17 giờ. Weekend nghĩa là cuối tuần mình sẽ cho nó không hoạt động. Mình sẽ cho nó off luôn. Đấy, như thế này. Các bạn cũng có thể kích vào đây. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái bảng thống kê lịch trình. Ở đây các bạn sẽ thấy các ngày trong năm. Và các bạn có thể làm gì với các ngày này? Đầu tiên các bạn có thể chọn, ví dụ như là các ngày thứ bảy chủ nhật. Mình sẽ quét chọn toàn bộ các ngày thứ bảy chủ nhật. Đấy, như thế này. Và mình sẽ cho nó là standard weekend. Các bạn kích vào đây và các bạn chọn assign. Đấy. Và các bạn có thể kích những cái ngày khác. Đấy, như thế này. Thì cho nó là những ngày public holiday, những ngày nghỉ. Đấy. Hoặc những ngày cuối năm. Vì việc thiết lập những cái ngày như thế này sẽ giúp các bạn tính toán đâu là cái ngày mà nó sẽ hoạt động hàng ngày, hoạt động bình thường, còn đâu sẽ là ngày nghỉ như các bạn lúc nãy thiết lập. Đấy, giờ làm việc. Sau khi thiết lập xong các ngày tháng như thế này, và mình lưu ý rằng các bạn sẽ cần phải thiết lập chính xác như thế này thì càng tính toán sẽ càng chính xác hơn. Thì thiết lập xong các bạn có thể kích vào đây và đặt tên cho mình, ví như là lịch trình làm việc. Trình. Đấy. Các bạn sẽ kích apply. Các bạn kích yes. Chúng ta đã tạo ra được một cái lịch trình. Và sau đấy các bạn có thể về general setting. Các bạn sẽ chọn, kích vào đây và chọn lịch trình. Đấy, như thế này. Đấy. Và cái lịch trình này, cái lịch trình làm việc trong năm nó sẽ được áp vào toàn bộ các dữ liệu trong cái thông số của căn phòng trong một năm. Sau đấy các bạn có thể kích vào OK. Ngoài ra khi các bạn thiết lập lịch trình, mình có một cái có thể lưu ý các bạn, đó là mình sẽ vào lịch trình chẳng hạn.
Đấy, mình chọn lịch trình. Các bạn thấy chúng ta có một mục đó là hourly operation profile, nghĩa là cái tần số hoạt động, cái tần hiệu suất hoạt động của phòng trong từng giờ nó sẽ như thế nào. Ví dụ như là sẽ chọn standard weekday thì chúng ta sẽ cho ví dụ như là vào 0 giờ sáng nó sẽ là 0%. Tuy nhiên chúng ta sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng và chúng ta sẽ cho nó hoạt động, mức hoạt động sẽ là 70% chẳng hạn. Sau đấy 8 giờ sẽ là 100%, 9 giờ 100%, 10 giờ 100%, 10 giờ 1 giờ 100%, đến 12 giờ mọi người nghỉ trưa chúng ta sẽ cho nó về 60% chẳng hạn. 13 giờ nó sẽ bắt đầu làm việc trở lại và mình sẽ cho nó là 80%. Đến 14 giờ các bạn cho nó tiếp tục 100% như thế này. Và đến 17 giờ thì hoạt động sẽ tạm dừng ít hơn và chúng ta sẽ cho nó về 80%. Việc cái thiết lập cái hoạt động của công trình như thế này cũng sẽ giúp các bạn tính toán hiệu suất làm việc và tính toán năng lượng nhiệt chính xác hơn. Đấy. Và các bạn hoàn toàn có thể apply và kích tắt nó đi như thế này. Ok. Đấy. Qua những cái thao tác mình đã hướng dẫn vừa rồi thì các bạn sẽ thiết lập được những cái hoạt động của các zone, các căn phòng trong phần mềm Eltec. Và nếu các bạn, công trình các bạn nó có nhiều zone thì các bạn cũng sẽ thiết lập những cái thông số, những cái zone đấy cho nó đầy đủ. Ví dụ ở đây có nhiều phòng hơn, chúng ta sẽ thiết lập từng phòng sẽ như vậy. Mỗi phòng nó sẽ có đặc điểm riêng. Thiết lập chính xác thì chúng ta sẽ phân tích chính xác. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản giúp các bạn có thể thiết lập nâng cao trong phần mềm Eltec. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.